Đấy thì 20 mấy lít một 100 cây đấy. Nhưng mà xe nó xịn đúng không? Xe nó xe chạy xăng. Đẹp chưa? Trời ơi. Cung đường này là cung đường khủng khiếp nhất. Để lúc ông không muốn chụp ảnh đấy đúng không? Tí nữa lên trên kia mới chụp chứ dừng không đường đấy. Lúc về cũng phải về đường này à? Lúc về con đang định là con đi về Hà Giang con không đi đường này nữa. Sợ quá. Chả sợ, đi đây còn sợ gì nữa. Những cung đường hôm qua nữa này. Quay bố, con cơ định lũng cú đâu bố. Hả? Con cơ lũng cú đâu ạ? Kia kìa. 40 cây nữa tới. Chỗ kia kìa. Con cơ bên kia, bên kia kìa. Cú chị Giang đâu bố. Đây, sức người là toàn đập bằng tay với bằng búa để đào may mà, để đào đất này. Cái đá này mà đào được, cái đá này đã làm được. Tí nữa là trên đây, trên đoạn kia mới là khó làm này. Ui, tí trên kia còn có nhà, nhà treo leo như cái gì đó. Họ xây nhá. Nhà treo leo à. Dung biết là tại sao hôm trước là mình đi xuống nên mình sẽ không cảm thấy thấy khó đi. Không phải sợ mà là khó, mà hôm nay là mình đi lên. Đi lên nó đang nên, nên nó khó hơn. Mình cảm giác rất run. Run gì? Nếu mọi người nhìn sang bên kia thì thấy sợ đấy sợ. Bên, cái này, nó không trồng cây, không trồng cái gì cả nhỉ? Không trồng vâng. Được cái chứ. À đây, đây là cái ngô. Cạnh đây là dòng ngô. Em nghĩ là trồng được chứ nhỉ? Vì cỏ nó trồng ở đây thì ai cũng xuống phải. Người ta vẫn xuống được. Ủa chứ mà giờ mới có sao? Cho người ta thấy. Tao xem trên lưng núi kìa, con đường vậy đấy. Hai người này nó nhìn đường kìa. Bây giờ không ấy nữa, nhìn ông chỉ cho kìa. Ngồi xuống lên ngồi cạnh ông đi hai. Ông chỉ đường kìa, không ai nhau nữa. Đây là những cơ hội này con sẽ rất chúc các con sẽ biết có cơ hội được xem nhé. Không thấy được nữa, nhìn đây xem đây cả. Nhìn kìa, nhìn xem kìa. Sợ hết hồn. Mình vừa đi từ dưới lên lên đi. Không phải đi từ dưới lên, đây là đường cao mình khác. Cái đường ấy xuống khác, đường ấy lại đi xuống cho đi đâu ấy. Nào lên ngồi với ông. Bà không bắt à. Đi lên. Nếu muốn thì đứng đây chụp ảnh cái. Chụp không? Chỗ này không chụp được, ngồi trên xe được. Được. Chỗ này không chụp trên đường dưới. Thế mới thấy rằng là ngày xưa cái sức con người nó khủng khiếp là thế nào. Chú ấy ngồi yên, bố yêu cầu con ngồi yên. Một, con lên ngồi với ông. Hai là con ngồi yên.